Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trước mặt các bạn đây đang là chiếc Oppo Reno 7 5G và chiếc Samsung Galaxy A73 5G. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đến hành speed test giữa hai sản phẩm này. Cụ thể thì về cấu hình phần cứng ấy, thì chiếc Samsung Galaxy A73 5G này nó được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 778G, đi kèm với dung RAM là 8GB, mỗi trong là 128GB. Còn cái chiếc Oppo Reno 7 5G này thì sẽ được trang bị con chip Dimensity 900 đến từ MediaTek, đi kèm với dung RAM cũng là 8GB, mỗi trong là 256GB. Và cả hai sản phẩm này thì đang có mức giá khá là ngang nhau, và mình có tham khảo tại Di Động Việt ý, thì mức giá của chúng đang rơi tầm khoảng là 12 triệu đồng. Và link chi tiết của cả hai sản phẩm này mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Ok, để bắt đầu vào video thì chúng ta sẽ tiến hành tắt tất cả ứng dụng chạy nền của cả hai sản phẩm này đi. Cả hai đều không có này. Sau đó thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai chiếc máy này nhé. Mình sẽ bấm cùng một lúc để cho chúng cùng khởi động nào. 1, 2, 3. Và để xem là chiếc máy nào nó sẽ lên trước nhé. Vâng, chiếc Oppo Reno 7 5G nó đã lên trước rồi. Và sau đó là cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G. Mình sẽ để cho cả hai chiếc máy này nó khởi động lại ổn định một chút. Thì chiếc Galaxy A73 này nó có kích thước màn hình lớn hơn so với chiếc Oppo Reno 7. Thì ở đây mình sẽ có tổng tất cả đó chính là 12 game và ứng dụng, bao gồm 4 tựa game nhẹ này và 4 tựa game nặng, cùng với đó là 3 ứng dụng mà các bạn hay dùng, bao gồm điện thoại, tin nhắn, ảnh và một ứng dụng chấm điểm benchmark là AnTuTu. Mình làm nhiều game ứng dụng này để xem là RAM 8GB thì chiếc máy nào nó sẽ có phần đa nhiệm là tốt hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thi test tốc độ nhá. App AnTuTu nào, 1, 2, 3. Chiếc Oppo Reno 7 đã vào trước rồi. Thì về điểm số AnTuTu thì các bạn có thể thấy là chúng khá là ngang hàng so với nhau, đều rơi tầm khoảng hơn 400.000 điểm một chút, chênh nhau không quá nhiều. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy cái con chip Snapdragon 778G trên cái chiếc Oppo Reno, trên cái chiếc Samsung Galaxy A73 này thì cái điểm CPU này cũng như GPU nó cao hơn hẳn so với cái chiếc Dimensity 900 ở trên chiếc Reno 7. Ok, đó là điểm số AnTuTu. Tiếp theo thì mình sẽ vào với ứng dụng điện thoại nhá, để cho chúng chạy đa nhiệm. 1, 2, 3. Gần như là tương đồng rồi. Tiếp theo ứng dụng tin nhắn nào. 1, 2, 3. Tin nhắn thì cái chiếc Galaxy A73 này có vẻ như là nó vào trước. Các bạn có thể xem kết quả mình để điểm số ở bên cạnh đấy nhá. Tiếp theo vào thư viện. 1, 2, 3. Thư viện thì lần này chiếc Galaxy A73 lại vào trước này. Mình sẽ bật một ảnh để cho chúng được chạy đa nhiệm. Bây giờ chúng ta sẽ vào với tựa game đầu tiên, đó chính là Zombie The Tsunami. 1, 2, 3. Chiếc Galaxy A73 vào trước rồi. Một điểm dành cho Galaxy A73. Tựa game Subway Sub. 1, 2, 3. Tựa game này, chiếc Oppo Reno 7 đã vào trước rồi. Chiếc Galaxy A73 này lốt tựa game này sao không hiểu sao lâu thế nhỉ? Đó, mãi mới lên được, chênh nhau khoảng vài giây luôn. Một điểm số dành cho Reno 7. Hungry Shark. 1, 2, 3. Các bạn nhìn thấy màn hình của cái chiếc Galaxy A73 mình thấy nó có vẻ như bị ám vàng hơn so với cái chiếc Oppo Reno 7. Gần như là tương đồng, nhưng mà cái chiếc A73 như vào trước, chung là chênh nhau không quá nhiều. Plan vs Zombie Free. 1, 2, 3. Vâng, cái chiếc Galaxy A73 lại vào trước rồi so với chiếc Oppo Reno 7. Tiếp theo, mình sẽ sang với tựa game nặng đầu tiên, đó chính là Injustice 2. 1, 2, 3.
Với cái tốc độ load này thì mình thấy là Galaxy A73 có vẻ như là nhỉnh hơn này. Ồ, nhưng mà vào game thì cái chiếc Oppo Reno 7 lại vào trước chỉ khoảng một tích tắc thôi, một giây thôi, chưa đến một giây. Từ game nặng tiếp theo đó chính là Gangster 4, 1, 2, 3. Ồ, đối với tựa game Gangster 4 này thì cái chiếc Galaxy A73 đã vào trước rồi. Tiếp theo, chúng ta vào với tựa game Mortal Kombat. 1, 2, 3. Và mình thấy có vẻ như là chiếc Galaxy A73 lại tiếp tục vào trước cái tựa game Mortal Kombat này rồi. Bởi vì mình thấy nó lốt trước so với chiếc Oppo Reno 7. Đúng như vậy luôn. Đúng như vậy luôn. Đó. Một điểm số nữa dành cho chiếc Galaxy A73. Ok. Cuối cùng, tựa game Asphalt 8, 1, 2, 3. Lần này Asphalt 8 thì Reno 7 lại vào trước, tuy nhiên thì không hơn quá nhiều. Đó, phần thi test tốc độ thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ của chiếc Snapdragon 778 có vẻ như là nó load game và ứng dụng nhỉnh hơn một chút so với con chip Dimensity 900. Bây giờ thì mình sẽ vào phần thi đa nhiệm nhé, để xem là 8GB RAM của cả hai sản phẩm này thì nó sẽ cho khả năng đa nhiệm như thế nào. AnTuTu nào. Cả hai đều phải load lại. Điện thoại. Ồ, vẫn giữ lại được này. Tin nhắn. Cũng vẫn giữ lại được. Ảnh. Galaxy A73 vẫn giữ lại được. Reno 7 load lại. Zumbi the Tsunami. Ồ, Galaxy A73 lại thêm một điểm nữa. Subway sắp, cả hai đều phải lốt lại rồi. Hungry Shark này, cả hai đều phải lốt lại. Zumbi A73 giữ lại được. Reno 7 lốt lại rồi. Injustice 2. Galaxy A73 đa nhiệm rất tốt luôn. Băng băng về đích. Gangster 4 cũng vậy luôn. Nói chung là chiếc Oppo Reno 7 này lốt lại gần như hoàn toàn. Chiếc Mortal Kombat này thì Reno 7 giữ lại được. Nhưng mà về điểm số thì các bạn nhìn thấy là Galaxy A73 nó lốt lại hầu như là không phải lốt lại, rất ít luôn. Còn chiếc Reno 7 này lốt lại rất là nhiều. Đó. Ok, và đó là cái bài speed test của mình giữa chiếc Samsung Galaxy A73 và chiếc Oppo Reno 7. Cụ thể thì mình sẽ nhận xét chung như sau. Về phần thi tốc độ lẫn phần thi đa nhiệm, chiếc A73 nó đều nhỉnh hơn so với chiếc Reno 7 5G. Còn các bạn nghĩ sao về kết quả của bài test trên thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình chiếc Oppo Reno 7 5G và cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G để thực hiện video. Link chi tiết của cả hai sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.